Anh em có nhu cầu muốn đến Ngọc Dầu online thì hãy lên shop ninhlammộttỷ.com nhá. Shop mới khai trương nên giảm giá cực kỳ là kịch liệt luôn, lên đến 40% giá trị shop khi nạp bằng ví. Anh em cũng có thể có mặt trong top nạp thẻ và những cái mục ram rom cực kỳ là giá trị. Anh em săn nick 60 tỷ, 40 tỷ hoặc là những nick với giá là 1 đồng thôi. Top nạp thẻ sẽ trao thưởng vào cuối tháng. Hello anh em nhé, chào mừng anh em đến với channel của mình là Nick Nam 1 tỷ đây. Thì đợt gần đây như anh em đã biết là những cái xe vừa đậu đã bị admin đánh sập hết rồi. Thì bây giờ đa số anh em chơi là toàn là những cái xe vừa đậu mà không có tên tuổi. Thì nhưng mà cái điều đáng nói ở đây này, có rất nhiều các bạn là YouTuber trước đây đã qua xe vừa đậu rồi. Đấy mà bây giờ xe vừa đậu nó sập thì bây giờ lại không qua xe vừa chính được, bởi vì trước đây qua xe vừa đậu rồi rồi đã từng tuyên bố là gọi là Ngọc Rồng đậu nó có nhiều cái điểm tốt hơn, nó có nhiều cái điểm tuyệt vời hơn. Thế nên là admin của Ngọc Rồng chính nó thế nọ thế kia các thứ, nói chung là đã tuyên bố là như thế rồi mà bây giờ lại quay trở lại Ngọc Rồng chính thì đúng là không được anh em ạ. Thế nên là hôm nay mình sẽ kể cho anh em một câu chuyện về tình yêu, mà nói chung về tất cả các vấn đề gì nó cũng đều có thể áp dụng được, mà đây là mình là người biết từ trước rồi mà mình còn vẫn mắc sai lầm đấy. Nhưng mà đấy nó tình yêu thì nó là cảm xúc, còn kinh doanh thì nó là sự tỉnh táo. Thế nên anh em không thể nào bảo là ui lúc đó cảm xúc của tôi nó kém, anh em thông cảm, không ai có thể thông cảm được cái này anh em ạ. Vì là cái này anh em phải đưa ra quyết định cơ mà. Người ta cũng hiểu được yếu tố và mưu đồ của anh em khi mà làm một cái việc gì đó. Thì mình kể qua cho anh em nhé. Thì mình có quen một cái bạn nữ, thì mình với cả bạn ấy là đi đi chơi, đi quen nhau, đánh cầu lông quen nhau ấy, nên rủ nhau ra đánh cầu lông. Mới đầu thì mình thấy là bạn ấy rất là hào hứng và rất là giống như kiểu là bật đèn xanh cho mình ấy. Thế là bật đèn xanh cho mình rồi kết bạn Facebook rồi các thứ rồi nói chuyện rồi chơi cầu lông rồi nghỉ ngơi, nói chung mình cảm thấy là rất bật đèn xanh cho luôn. Nhưng mà về sau ấy thì mình cảm thấy bạn ấy hờ hững đi được mấy ngày, được một hai ngày bạn ấy hờ hững đi, và mình luôn có suy nghĩ trong đầu là à chắc là bạn ấy cũng cảm nhận được là mình cũng thích bạn ấy rồi. Được mấy ngày cơ thì bạn ấy cũng cảm nhận được là mình đã thích bạn ấy, thế rồi bạn ấy phải hờ hững đi bởi vì là bạn ấy đã có người yêu rồi, kiểu kiểu thế. Thì thông thường những cái đứa khác mà mình quen thì cũng có người như thế, cũng có người mình như thế này, mình cũng cảm nhận được là nó kiểu kiểu như thế. Nhưng mà bạn này thì khá là thích thích hơn tất cả những người mà mình từng gặp, bởi vì là bạn này ngoại hình cũng được mà cái tư duy của bạn ấy cũng ok, và bạn ấy cũng hướng là đi học thì nó khá phù hợp với cả mình, bởi vì mình là cũng cũng rất là thích, ngày trước mình cũng có thành tích rất là tốt về học tập thì mình rất thích những cái người là có chí hướng như thế. Thế là về bạn ấy rất là hờ hững với mình, được mấy ngày đầu thì cực kỳ là thân thiết luôn, cực kỳ đèn xanh luôn, vài ngày sau thì rất là hờ hững và mình cảm thấy là rất là lạ, không hiểu tại sao, mà thực ra mình không hiểu tại sao cả. Thế là rồi một vài hôm, thế là bạn ấy mình có cũng nhắn tin bạn ấy vẫn bình thường, nhưng bạn ấy cũng chỉ xem rồi like rồi các thứ thôi. Thế là rồi sau mình bạn ấy cũng trả lời tin nhắn của mình, bạn ấy bảo bạn ấy bận. Thế là mình cũng lại nhắn tin bạn ấy, nhắn tin một thời gian thì là mình bắt đầu ngỏ lời, mình sợ là, nhưng mà thôi thì mình cứ nói ra được thì được, không được thì thôi, chứ nếu mà cứ để như thế thì có khi bạn ấy lại không chép tin nhắn mình lại một lần nữa như thế nữa đấy. Thì cứ nói để rõ ràng luôn là giống như là tôi thích bạn, bạn cho tôi cơ hội tôi sẽ chứng minh, chứ không phải là theo kiểu là bạn bè các thứ đấy. Mình cũng sợ là người ta không có thời gian thì mà bạn bè linh tinh, mày thích thì mày nói rồi mày theo đuổi đấy, thì mình cũng nói luôn, mình nói luôn. Thì bạn ý tỏ vẻ là ngạc nhiên đấy, tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi bạn ý bảo rồi về sau bạn ý giải thích với mình rằng là mình cái vấn đề của mình là mình làm hơi quá vấn đề lên, bởi vì ngay từ lần đầu gặp gặp một vài lần mà chưa biết chưa thân nhau ấy, ôi cái giày này, chưa thân nhau chưa biết nhiều với nhau ấy, mà mình đã giống như kiểu là có những cái hành động nó quá đáng quá. Bạn ấy nói quá đáng chứ thực ra mình cũng nghĩ là nó cũng bình thường thôi, bởi vì là cái lúc mà đánh cầu lông ấy thì bạn ấy mệt, hai đứa mà ngồi ngồi nghỉ ngơi ấy thì mình cũng có nhìn vào mặt bạn ý, thấy bạn ấy xinh thì mình cũng gọi là giống như kiểu là xoa tóc bạn ý tí. Mình cũng không hiểu là với cái hành động nhỏ thế mà bạn ấy cũng, mình nghĩ là với hành động đó là hành động bình thường, hành động đẹp đấy chứ đúng không, hành động đẹp. Thế nhưng mà có khi là người ta không thích mình hoặc là một cái lý do gì đó thì là người ta không thích làm như thế, một là người ta không thích mình, hai là người ta muốn là mình phải nghiêm túc và người ta cảm giác là khó chịu khi mà mình gọi là mình lạm dụng quá kiểu như thế. Không biết là do người ta không thích mình hay là do như nào, nhưng mà một cái bài học ở đây là gì, bài học ở đây là khi mà người ta không tin tưởng mình ấy, không tin tưởng mình rồi ấy, thì mình làm cái gì nó cũng không ra gì cả anh em ạ. Người ta đã không tin tưởng mình rồi thì ngay từ cái lúc mà anh em dứt áo ra đi từ Ngọc Rồng chính sang Ngọc Rồng đậu là lúc ấy không có một ai ở Ngọc Rồng chính tin tưởng anh em nữa, đúng không? Từ cái lúc như thế là không có một ai người ta tin tưởng anh em nữa. Ví dụ bây giờ nha, mình mà qua đậu nha là tất cả những anh em Ngọc Rồng chính là quay lưng mình luôn, không bao giờ tin tưởng mình nữa.
Thì nếu mà đúng ý thì những cái YouTuber đó thì người ta nghĩ rất bình thường thôi, người ta bảo cũng không tin tưởng tôi, thôi bây giờ tôi qua nậu, tôi không nậu này bây giờ nó VIP hơn Ngọc Rồng chính rồi, chưa chắc Ngọc Rồng chính rồi đã là chính, nậu này thôi thì nó mới là chính, thuê quảng cáo như gì, giàu như gì, đãi ngộ như gì, đấy đấy mới là thiên đường kinh doanh, các thứ đại loại như thế đúng không? Tao không cần khách hàng của Ngọc Rồng chính, bởi vì Ngọc Rồng chính mày chơi Ngọc Rồng chính tao kinh doanh Ngọc Rồng nậu mà, kiểu như thế đúng không? Nhưng mà chít dở cái này, chưa được bao lâu thì Ngọc Rồng nậu nó bị sập ô được viên 4S. Thế nên là bây giờ anh em quay lại Ngọc Rồng chính thì cũng không được, bởi vì lúc đầu đã thế rồi mà bây giờ quay lại thì không có ai tin nữa đấy, mình nói người ta không tin nữa, người ta không tin nữa. Còn nếu mà trong tình yêu nhé, cũng có thể là người yêu anh em không tin anh em nữa, ví dụ nhìn thấy anh em nhắn tin với con nọ thì không tin nữa, nhưng mà tình yêu nó là cảm xúc, nó có thể mù quáng đi, nó có thể cảm xúc nó có thể tự lừa mình được, mặc dù mình biết rằng là ở thằng ấy nó không tốt, nhưng mà mình cứ muốn lừa dối cái bản thân mình. Nó giải thích chắc là thế rồi, chắc là thế rồi, kiểu thế, chắc là nó chỉ hai đứa đó chỉ là bạn thôi, thế là cái cảm xúc nó bị lừa dối đi rồi. Nhưng mà đây là kinh doanh, đây kinh doanh nó khác, tôi không mua ông, tôi mua chỗ khác, tôi quan trọng gì, kinh doanh là mình cần họ cơ mà, mình bán hàng cho các bạn là mình cần các bạn, chứ các bạn có cần mình đâu, các bạn không mua mình, các bạn mua đầy chỗ khác, mình thừa hiểu điều đó, mình cần các bạn chứ không phải các bạn cần mình. Thế nên là làm cái gì ấy, nó phải có một chút cái tâm trong đấy, thì khi mà mình có tâm ấy thì anh em cảm nhận được thật sự ra cái hành động của mình ấy, nó cũng không phải là một cái hành động, theo mình thấy thì nó cũng không phải là một cái hành động ấy, mà lúc đó mình chỉ nghĩ rất đơn giản, rất đơn giản theo kiểu là gọi là giống như kiểu là mình thích ấy, thì mình muốn là được 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 bên cạnh, được gọi là giống như kiểu là được che chở ấy, kiểu như thế thôi. Mình lúc mệt thì tóc nó rủ xuống thì mình chỉ muốn là xoa tóc, nói chung là mình cảm giác thấy nó, mình cái suy nghĩ của mình lúc ấy rất là trẻ con, rất là bình thường thôi, nó không phải là một cái suy nghĩ có ý đồ tục hay là gì, gọi là tao muốn xoa tóc, muốn nắm tóc mày, hay là muốn sờ đùi sờ mông hay là sờ ngực hay là gì đó, mình không có cái suy nghĩ như thế. Mà kể cả có không may đụng vào thì mình cũng không có cái suy nghĩ thế, bởi khi một người người ta đã yêu, người ta đã thích rồi, người ta không bao giờ có cái suy nghĩ nó quá là bậy bạ như thế. Đương nhiên là một thời gian rồi thì nó cũng tính toán, tình dục nó là nhu cầu con người, không có chết dở luôn ấy, chứ không không phải đơn giản. Thế nhưng mà đương nhiên là nó cũng ít hơn là so với cả những cái đứa mà người ta thì thích hợp tác đấy. Và mình cũng nói luôn với cả bạn ấy là cái lúc mà bạn ấy chưa nói ra lý do, bạn ấy im lặng thì mình cũng nói luôn bạn ấy là mình thích bạn ấy, và bạn ấy hãy cho mình cơ hội và đừng đồng ý luôn, hãy để cho mình chứng minh. Đại loại là mình sẽ nói với bạn ấy là không cần phải đồng ý, mình sẽ chứng minh tình cảm của mình, bởi vì mình tự tin rằng là mình có tình cảm, mình chân thành, mình nói thẳng bạn ấy luôn là mình như thế. Thế nhưng mà khả năng cao vẫn vẫn khó, bởi vì người ta đã không tin mình ngay từ đầu. Thế nên là anh em thấy cái lòng tin quan trọng chưa, quá quan trọng luôn. Cái bài học này nó chỉ là một bài học rất đơn giản trong cuộc sống thôi, mày được 4 viên 5 viên 4S quá ngon đấy, nó chỉ là một cái bài toán rất là dễ trong cái cuộc sống, trong cái cuộc đời của anh em thôi, đơn giản thế thôi. Tình yêu đôi lúc còn mù quáng một tí thì đôi lúc bốc phét lại nó còn tin, nhưng mà ấy, về kinh doanh ấy, khó lắm anh, đã mất lòng tin rồi khó lắm. Bây giờ có làm video xin lỗi lại rồi các thứ mình thấy nó cũng khó thật sự luôn, thật sự mình cũng rất quý mấy bạn ấy, mình rất thương mấy bạn ấy, cũng gọi là cũng vì đồng tiền thôi mà, cũng vì đồng tiền có cái gì đâu. Bây giờ mình cũng công nhận là sale chính này thì AD cũng ít những cái làm không tốt bằng Ngọc Rồng Lậu, mình nói thẳng thế luôn là đúng, làm không tốt bằng Ngọc Rồng Lậu đấy, nó cũng đúng. Mà mình cũng nói thẳng với anh luôn, anh em luôn là mình ở lại ấy, lợi nhuận mình thu lại được từ cái này nhé, cũng có thể nói là nhiều so với cả công nhân nhưng mà không phải cao, bởi vì tính phần trăm ra mình chỉ được tầm khoảng 15% đến 20% thôi, mà đầu tư vào một cái gì rất là rủi ro mà được chỉ được 15 đến 20% thì được ra lợi nhuận nó là ít, nó là thấp. Anh em thấy nạp ngọc nha, nạp 10.5 bán 10 chấm, thế được bao nhiêu, 5% cũng bán đá bảo vệ nữa, được khoảng 10% đi, thế được 15%, mà nạp cả tấn tiền vào không bán được tí dở, biết là sao được game thế nào, bây giờ nó thế này mấy tháng sau thì khác, mà nó đã tàn rồi thì nó bán ngọc nó lại càng lâu, thế nên nó cực kỳ rủi ro luôn, nên chứ không phải rủi ro mình biết điều đó mà, nhưng mà gọi là giống như kiểu này nó là bất tử anh ạ, nó theo kiểu cảm tử luôn ấy, chả chả quan tâm. Mới cả cái quan trọng nhất là gì, cái quan trọng nhất là cái game Ngọc Rồng chính này nó đã cho mình tất cả, gần như tất cả tiền, địa vị, danh vọng, nổi tiếng, tất cả. Nếu không có cái game Ngọc Rồng chính này mình không thể nào xây dựng được cái profile mà chất như thế, mà hai mấy tuổi mà có tiền tỷ như thế, mình không thể xây dựng được cái profile như thế, mà mình không xây được cái profile thế thì cái công ty mà mình đang làm nó không tuyển mình nữa,
Bởi vì mình có cái kinh nghiệm gì đâu mà tuyển mình. Nó tuyển mình là do là nó nhìn thấy à thằng này trẻ, trẻ mà giỏi, nó hiểu về mạng xã hội, nó hiểu về Facebook, Facebook rồi nó hiểu về nó kia rồi nó hiểu về bán hàng rồi các thứ thì nó mới tuyển mình, là nhờ cái nó biết được rằng là à mình hiểu về bán hàng thì về đây cũng tương tự như làm sale, rồi thằng này nó có thế mạnh về công nghệ, ví dụ thế, về mạng xã hội. Thế nên là mình không muốn phản bội cái ngọc rồng chính này, chứ không phải là mình nói là cái ngọc rồng chính hay là ngọc rồng đậu nó tốt hơn, mà là do là mình cảm giác thấy là nó có ơn với mình, nói chung mình mang ơn nó thì mình không muốn ăn cháo đá bát đấy. Thì hy vọng những cái bạn mà làm YouTube cũng thế thôi, các bạn đã làm một cái game nào đó rồi ấy, các bạn đã nói là dứt áo ra đi, là các bạn ra đi, bây giờ các bạn quay lại các bạn thà bị chửi, mình khẳng định luôn, thôi bây giờ đã nỡ rồi, đã nỡ rồi sang game khác luôn, thiếu gì game để các bạn làm Liên Quân, Free Fire các thứ, thiếu gì game đây mình khuyên thật. Nhưng mà nếu bây giờ các bạn mà quay trở lại, nếu các bạn quay trở lại ngọc rồng chính thì càng làm game phát triển lên thì càng tốt, nhưng mà chắc chắn các bạn sẽ bị chửi còn nhiều hơn cả đấy, mà các bạn sẽ trở thành một trò hề. Và mình đàn ông mà mình trở thành một trò hề nó buồn cười lắm, nói chung nó buồn cười lắm. Thế nên mình nghĩ rằng các bạn là tốt nhất nếu mà để mà không bị ai mà gièm pha, không bị ai mà ấy mà vẫn có người ủng hộ ấy. Bây giờ nhá, các bạn sang ngọc rồng đậu nhá, là không có là cái game ngọc rồng chính, những cái người chơi ngọc rồng chính người ta không có niềm tin ở các bạn rồi, mất niềm tin rồi, mà mất niềm tin không bao giờ lấy lại được. Nếu mà bây giờ các bạn sang bây giờ từ ngọc rồng đậu sang ngọc rồng đậu đã bị mất niềm tin từ ngọc anh em ngọc rồng chính rồi, mà bây giờ các bạn lại từ ngọc rồng đậu sang ngọc rồng chính lại mất thêm niềm tin của anh em ngọc rồng đậu nữa, thì thôi thà bây giờ ấy, mất bên ở tao đã mất rồi, ở chấp nhận mất, cứ theo cái hướng của ngọc rồng đậu đi thì có khi lại vẫn được lòng những anh em chơi ngọc rồng đậu. Đây mình khuyên thật đấy, đây là cách làm mình khuyên thật là như thế, còn đương nhiên các bạn sẽ có những cách hay hơn, nhưng mà đây là những cách mà mình nghĩ ra thì thôi. Ok anh em nhớ like và đăng ký subscribe cho mình. Anh em có vấn đề gì thì cứ comment bên dưới mình sẽ giải thích nha. Cảm ơn anh em rất nhiều.